Sáng nay 25 tháng 11, huyện Cát Tiên sẽ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huân chương lao động hạng 3. Hơn 10 năm qua, kể từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên, một trong những địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh, đã có những diện mạo thay đổi rõ rệt. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, khang trang sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau để thấy rõ hơn về những thành quả này. Tuyến đường thôn 3 xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Đây có lẽ là tuyến đường đẹp nhất khu vực này. Ông Võ Hoàng, một trong những người đầu tiên xây dựng tuyến đường hoa tại thôn 3 cho biết, để có được tuyến đường đẹp như thế này, hơn 10 năm qua, ông đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết, dày công cắt tỉa, chăm sóc, tôn tạo cảnh quan trên tuyến đường. Với quan niệm nhà đẹp, đường sạch thì xóm làng sẽ đẹp theo. Noi gương ông Võ Hoàng, người dân trong thôn cũng đồng thuận làm theo. Thôn triển khai cho bà con là trồng cây xanh để cho quang cảnh cho nó đẹp, thì từ đó mình hưởng ứng, thì mình cứ làm những cái phát triển lên ngoài. Thứ nhất là làm đẹp cho bản thân mình, là cho thôn và như là xã, là cũng như là có cái hãnh diện của cái thôn, như chung cái thôn ba mình rất hãnh diện. Thực hiện khẳng định, Cát Tiên từ một địa bàn có điểm xuất phát thấp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Song với phương châm linh động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay kinh tế xã hội của huyện Cát Tiên có sự phát triển toàn diện. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới các mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, sản phẩm chủ lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Cùng với đó, địa phương còn tập trung chỉ đạo quyết liệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Với việc ban hành cơ chế chính sách, kích cầu kêu gọi đầu tư cho phát triển sản xuất gắn với xác định đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực của địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hồi trước thì làm hai vụ thì cũng mất đủ, nó cũng như vậy, mà bây giờ là thu nhập thì nói chung là nếu một mùa mà làm tính kỹ ra là chú kiếm được từ chi phí hết á, cũng được 20 mấy triệu. Được những kết quả này thì trước tiên là cán bộ và đảng viên là phải gương mẫu đi trước trong cái quá trình là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế cũng như là phát triển các cái tuyến đường hoa, các cái mô hình cây cảnh, các cái tuyến đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. Cộng thêm đó là tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện các cái chủ trương cũng như là các cái mô hình phát triển các cái tuyến đường cũng như là phát triển kinh tế để làm sao đó là duy trì cái xã Đức Phổ là giữ vững các cái tiêu chí. Sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy chủ thể từ chính mỗi một người dân. Vì vậy mà từ những hình thức, cách làm trên đã bước đầu hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, như vùng chuyên canh sản xuất lúa giống chất lượng cao, vùng sản xuất rau tại các xã ven sông Đồng Nai, vùng trồng dâu nuôi tầm, các vùng cây ăn trái có quy mô lớn. Với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, qua đó đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm của ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 55 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 38 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%, các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo. Cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trước hết thì ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban, để đưa lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào việc. Rồi là cái việc nữa là nâng cao công tác tuyên truyền, bởi vì nông thôn mới là người dân là chủ thể, cho nên là tăng cường nâng cao cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể là trong tổ chức sản xuất này, trong vệ sinh môi trường này, phát động các cái phong trào là điền sáng đường quê, cái phong trào liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội, rồi là tổ chức ngày chủ nhật xanh để huy động toàn bộ nhân dân là tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh cây cảnh, rồi là xây dựng cái vườn mẫu. Huyện đã triển khai xây dựng cái phong trào xây dựng vườn mẫu, mỗi vườn mẫu thì khi xây dựng đến khi hoàn thành thì huyện cũng đã trích cái kinh phí ngân sách địa phương để hỗ trợ động viên bà con và các cái chương trình khác trong cái xây dựng nông thôn mới. Diện mạo Cát Tiên giờ đây đã khác, những con đường bê tông, ngõ xóm khang trang sạch đẹp, môi trường cảnh quan được cải thiện, cuộc sống người dân ở các xã vùng nông thôn đã được cải thiện rõ nét. Ở đó mỗi người đều cảm nhận sự đổi thay trên chính vùng quê của mình.
qua đó tiếp tục chung tay góp sức, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, từng bước xây dựng huyện Cát Tiên xứng tầm với một huyện nông thôn mới ở vùng sâu.